Ôi chuông vương khung cứ mùa thu, lời ai nhắc ta thời hoa mộng. Cùng tấm áo dài lam tung bay, hình ảnh của những cô nữ sinh Trưng Vương chính là biểu tượng cho sự khuê các của người con gái đất Hà Thành năm xưa. Được làm học sinh Trưng Vương, tự hào lắm. Đoàn này chỉ thấy là nó tự hào ấy. Với lịch sử hơn 100 năm tuổi, trường nữ sinh Đồng Khánh Trưng Vương, nay là trường trung học cơ sở Trưng Vương, là trường nữ sinh đầu tiên ở miền Bắc xưa. Trường vẫn được nhiều thế hệ người Hà Nội nhắc tới như một cái nôi đào tạo ra những thế hệ nữ sinh tiêu biểu, tài giỏi và có nhiều đóng góp cho cuộc kháng chiến giải phóng thủ đô sau này. Mà nhà nào có con gái cũng đều muốn thi vào Trưng Vương cả. Nó có một cái phong trào phấn đấu để được vào trường Trưng Vương. Tôi chỉ nhớ cái khóa của tôi là lấy có 6 lớp 5 mà tôi là lỗ thứ tư. Thế mà đến nỗi mà gia đình sướng quá, mà gia đình thì nghèo thôi, công chức nghèo thôi. Nhưng mà bố tôi quyết định là thưởng cho tôi một cái xe đạp Peugeot. Lúc bây giờ quý lắm, xe đạp Peugeot lúc bây giờ bằng mấy tháng lương của một công chức. Trái với suy nghĩ phong kiến, con gái thì không cần phải học nhiều. Trường nữ sinh Trưng Vương nổi tiếng với những bài thi khó và thời khóa biểu dạy toàn diện từ toán, văn, ba ngoại ngữ, Pháp, Anh, Hán cho tới nữ công gia chánh và ca hát văn nghệ. Nữ công gia chánh thì Trưng Vương có, và các trường khác con trai thì không thể có rồi. Nữ công gia chánh hồi chúng tôi học là học thời gian kéo dài cơ. Thí dụ làm học một món ăn thì học từ sáng đến trưa. Thế xong rồi kết thúc là tất cả các cái thành phẩm mới đưa lên là mời các cô giáo, thầy giáo của lớp mình đến cùng đếm thử để đánh giá. Như học riêng nữ thì phải nói là phát triển rất đa tài, tài năng học thì thầy cô giáo biết rồi, nhưng cái tài năng văn nghệ thì ở Trưng Vương cũng đóng góp những tiết mục rất hấp dẫn. Với truyền thống lâu đời, nữ sinh Trưng Vương không chỉ giỏi giang trong học tập mà còn đóng góp nhiều cho kháng chiến giải phóng thủ đô. Nữ sinh Trưng Vương đã trở thành đại diện cho một lớp phụ nữ Hà Nội mạnh mẽ, dám sống, dám chiến đấu. Cả trường chúng tôi thống nhất chọn một bài hát. Bài hát thế là bài hát người ta chỉ sống có một lần thôi, phải sống sao ra sống để chết đi. Không còn ai nấy gì mà tất cả trường đều thuộc cái bài sống hết mình và làm việc hết mình. Sự giáo dưỡng của ngôi trường Trưng Vương chính là khởi đầu cho sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội, là lá cờ đầu cho sự bình quyền của phụ nữ. Chính sinh hoạt thế, nó bồi dưỡng cho tụi chúng tôi đầy đủ kiến thức, vấn đề xã hội, vấn đề nhân cách. Ngoài ra cái trí thức, tụi chúng tôi phải vươn lên, nó cho mình một cái ý tưởng, một cái hoài bão. Quán quy chân ai trên đường về.